Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần 1. Chúng ta đã biết cách xét tính đơn điệu của các hàm số đúng không nào? Như vậy nó gồm có 4 bước thì chúng ta nắm rồi. Bước 1 là ta đi tìm tập xác định. Bước 2 ta đi tính đạo hàm cấp 1. Bước 3 ta đi tìm các cái nghiệm của nó. Chúng ta sắp xếp các nghiệm nó từ nhỏ tới lớn. Sau đó chúng ta lập bảng xét dấu rồi chúng ta sẽ kết luận ha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần 2, đó chính là điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số. Nói về cực trị thì chúng ta sẽ có hai loại, đó chính là cực đại và cực tiểu. Đại nghĩa là cao, cao nhất, tiểu nghĩa là nhỏ nhất. Chúng ta có hiểu như vậy, hiểu nôm na như thế. Đại và tiểu. Đấy, như vậy thì bây giờ khi nào nó sẽ đạt được cực đại và khi nào nó sẽ đạt được cực tiểu của cái hàm số đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang lần lượt các cái hoạt động của nó các em nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 3. Cái hoạt động 3 này. Dựa vào đồ thị, hàm số y bằng fx bằng âm x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 3 ở hình 3. Hãy so sánh này. Ở đây câu A là gì đây? F âm 2 với mỗi giá trị fx. Ở đó x nó thuộc, nằm ở trong cái khoảng là gì? Âm 3 cho tới âm 1. Phải không? Âm 3 cho tới 1. Đấy. Như vậy thì chúng ta dựa vào cái đồ thị. Bây giờ chúng ta thấy này. F. Bây giờ người ta nói là F của âm 2. F âm 2 nghĩa là, cái này chúng ta ngầm hiểu nghĩa là x ta bằng nhiêu. F bằng âm 2 nghĩa là x của chúng ta bằng âm 2 á. X bằng âm 2 là chỗ này này. Em thấy không? Đây chỗ đây thì cái giá trị của nó tương ứng ở đây là gì? Y này, giá trị y tương ứng này đó chính là âm 1 này, đó âm 1 chứ nó đúng chưa? F của âm 2 với giá trị fx, với mọi giá trị fx ở đó x nó nằm trong cái khoảng đó chính là âm 3 âm 1, từ âm 3 tới âm 1 này thì cái giá trị nó là âm 1. Vâng. Như vậy thì khi đó cái fx của chúng ta là như thế nào này? Bạn nào biết fx của chúng ta như thế nào so với âm 1 ở đây? Kèm theo lên đây thì cái điểm này này là anh thấp nhất rồi này. Kèm theo cái ngay chỗ này anh thấp nhất là cắt ngang từ chỗ âm 1 này. Chắc chắn nó sẽ như nào so với âm 1 em? Lớn hơn hay nhỏ hơn? Chắc chắn nó sẽ lớn hơn. Nó sẽ lớn hơn với x ở đây nó sẽ thuộc cái khoảng ở đây là gì? Từ âm 3 cho tới âm 1. Và đồng thời x này nó khác mấy? X của chúng ta phải khác âm 2 các em nha. X ta phải khác âm 2. Được không? Do đó thì cái thằng này á, fx thì lớn hơn âm 1. Mà âm 2 á, thầy nói âm 1 thì bằng f của âm 2, nên từ đây chúng ta suy ra fx này phải lớn hơn f của gì? Âm 2. Đúng không? Với mọi x nó cũng nằm trong cái khung này. Đấy. Ok. Tiếp tục câu B này. F0 với mọi giá trị của x. Chúng ta làm tương tự không? F0 nghĩa là x bằng 0. Đây. X bằng 0 thì y bằng mấy? Y bằng 3 này. Đây chính là y bằng 3, đây chính là, nhưng mà đây bằng 3. Đúng chưa? Như vậy thì fx của chúng ta so với số 3 thì từ đây anh quay xuống cho anh không 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 lên đây nữa, nghĩa là so với số 3 thì nó lớn hơn hay nhỏ hơn 3? Nó sẽ nhỏ hơn 3. Nó sẽ nhỏ hơn 3. Như vậy từ đây chúng ta suy ra fx sẽ nhỏ hơn gì? F của 0. Tại vì f của 0 là bằng 3. Hiểu chưa? Rồi, cái giới hạn nghe. Cái giới hạn nghĩa là từ cái số âm 1 này trở lên và từ âm 3 này trở xuống nha. Nghe. Thầy soạn sẵn để chúng ta nhìn cho nó rõ nha. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Ta nhận xét này. Đối với hàm số y bằng fx, cái thằng này, người ta đang làm ở phía trên đây này.
ta thấy này tồn tại cái khoảng nhớ này, cái dấu mọc tròn này người ta gọi là khoảng, còn cái dấu mọc vuông này gọi là đoạn nhé. Khoảng này, khoảng từ âm 3 tới âm 1, chứa điểm âm 2 sao cho Fx này. Rồi ta nói này, cái thằng này là cực gì? Cực tiểu này. X bằng âm 2 này chính là điểm cực tiểu, và cái F bằng âm 2 là giá trị cực tiểu. Như vậy F bằng âm 2, cái giá trị cực tiểu chúng ta đây chính là bằng âm 1 này, được chưa nào? Còn X bằng 0, X bằng 0 người ta gọi là điểm cực đại, và giá trị cực đại chúng ta đó chính là bằng 3 này. Đó, ta có hiểu như vậy. Nói về cực đại cực tiểu á, thằng này là cực tiểu, nghĩa là thấp nhất là cực tiểu. Cực tiểu nghĩa là x ở đây bằng âm 2 là cực tiểu này, giá trị cực tiểu của chúng ta tương ứng là bằng âm 1. Còn x bằng 0, x bằng 0 đó chính là điểm cực đại, và giá trị cực đại chúng ta là số 3 này. Như vậy ở đây chúng ta ghi lại phần này vô, hơi dài em ha. Như vậy cho hàm số y bằng fx liên tục trên thế này này, x0 được gọi là một điểm cực đại, được gọi một điểm cực đại của hàm số để cho nếu tồn tại một khoảng AB chứa điểm x0 sao cho AB nó là con của K. Và đây này, nhìn này, fx nhỏ hơn fx0 là cái điều kiện chúng ta này, điều kiện này. Đấy. Với mọi x thuộc cái khoảng AB và x phải khác x0, nhớ nha. Khi đó fx0 được gọi là giá trị cực đại hàm số để cho, và ký hiệu là f cực đại này, fcd, cd là cực đại này, x1 là một điểm cực tiểu tồn tại này. Đây, chúng ta nhớ lại cái điều kiện này để chúng ta đi tìm cực đại cực tiểu này. Nếu cực đại thì là dấu bế, fx phải bế hơn fx0, còn nếu là cực tiểu thì fx phải gì lớn là fx1, được chưa? Rồi, điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. Cực đại với cực tiểu được gọi chung là cực trị. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là giá trị cực trị, hay gọi là cực trị. Điểm cực trị là thể hiện là cái x, còn cực trị là thể hiện là cái y hay là cái f ấy. Nhớ chưa? Và nhớ về hai điều kiện này. À, ok, cực đại này, cực tiểu này. Cực đại là bé và cực tiểu là lớn này. Nha. Chú ý, ta ghi thành phần chú ý này vô. Nếu x0 là một điểm cực trị, điểm cực trị thì chúng ta phải nhớ đó là x ha. Của hàm số y bằng fx thì người ta nói rằng hàm số y bằng fx đạt cực trị tại điểm x0. Khi đó cái điểm m x0 fx0 được gọi là điểm cực trị của hàm số. Như vậy m ở đây là điểm gì? Điểm cực trị, còn cái fx0 này là giá trị cực trị, thì nó tạo thành ở đây là gì? Hoành độ, ở đây tung độ của cái điểm cực trị này. Đây gọi là điểm cực trị. Điểm cực trị. Ví dụ như ở đây cái điểm điểm cực trị đây là điểm cực đại. Điểm cực đại thì ở đây nó sẽ có tọa độ là 0,3. Còn cái điểm cực tiểu ở đây nó sẽ có tọa độ là -2, -1. Đây là cực tiểu này. Còn trên đây là cực đại này. Được chưa nào? Hiểu chưa? Cực đại này, cực tiểu này, tọa độ nó hoành độ tung độ này. Đó. Rồi ok, ta sẽ đi sang trang tiếp theo. Rồi ta sẽ đi sang ví dụ 5 em. Dựa vào cái đồ thị hàm số y bằng fx ở hình 4 là hình này, hãy chỉ ra các điểm cực trị của hàm số đó. Đây cực trị ha. Điểm cực trị ở đây là x này. X ta ở đây bằng x ở đây bằng -1, và giá trị đây là cực tiểu này. Thằng này cực tiểu này, giá trị cực tiểu nó là -2. Như vậy thì cái điểm cực tiểu chúng ta là -1, -2 này. Còn ở đây em thấy cái điểm này là cực đại này, em thấy không? Cực đại ở đây, ở đây là x bằng bằng 1 và y đây bằng 2, thì cái điểm của nó sẽ là 1,2 là cực đại này, có đúng không nào? Ở đây người ta nói là gì đây? Xét cái khoảng từ căn 2 của 3 tới 0 thì chứa cái điểm x bằng -1. Quan sát đồ thị hàm số này thì ta thấy fx nhân nào so với f của -1 nó sẽ lớn hơn, có đúng không? Fx sẽ lớn hơn f của -1 thì nó sẽ là điểm gì? Là điểm cực tiểu. X bằng -1 là điểm cực tiểu này. Tương tự như vậy, nhỏ hơn, cứ nhỏ hơn là cực đại mà lớn hơn là cực tiểu này.
Cách làm là như vậy nha. Nhìn vô nè, tại vì người ta đã giải rồi, không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 4 các em nha. Hoạt động 4. Hoạt động 4 người ta hỏi ở đây: quan sát các bạn biến thương dưới đây và cho biết x không có là điểm cực đại của fx hay không. Câu A này, ở đây chúng ta thấy là xét cái bạn biến thiên này thì nó nằm ở trong cái khoảng là AB, thì ở AB này nó chứa cái điểm x0 này. Em thấy nào, x0 này thì chúng ta thấy ở đây cái fx, cái fx này như nào em? Cái fx này như nào so với f của x0 hả? Cái fx này so với fx x0 thì nó như nào? Nó nhỏ hơn hay lớn hơn? À, nó nhỏ hơn. Em thấy đi xuống không? Đi xuống là nhỏ hơn, thì chứng tỏ thằng này là cực gì em? Cực đại đúng không? Đấy, nhỏ hơn là cực đại này, em thấy không? Đấy, cực đại này. Và trong phần lý thuyết thì chúng ta đã biết rồi, tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ làm ở đây. Đây là có nhá, đây có này, ở đây là hx, h trong hàng f nha, hx nó sẽ lớn hơn này, từ đây em đi lên này, anh có dàn đồ thị đi lên này, thì thằng này là chính là cực tiểu này, còn thằng này chính là cực đại này, hx một chứng tỏ là nó sẽ là cực tiểu, cực tiểu hàm số hx nha. Cái này dễ, nó thuộc về lý thuyết. Đây. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo. Thầy nói rồi, học phần này nó cũng không có gì mà hấp dẫn lắm đâu, nó hơi khô khan nha. Nó hơi khô khan, nó hơi nhức nhức cái đầu một xíu, nhưng mà phải cố gắng thôi. Chừng mà tới giai đoạn mà khảo sát sự biến thiên á, còn hàm số thì nó cũng tổng hợp lại, tìm điểm cực trị rồi đồng biến nghịch biến các kiểu. Tại vì chúng ta đang học, chúng ta có hình dung á, khi mà chúng ta tới cái bài cuối cùng mà khảo sát sự biến thiên hàm số á, thì nó sẽ tổng hợp những cái bài trước đây này. Nó giống như là một cái bộ xương mà chuẩn bị, chúng ta chỉ lắp tay, chúng ta đang học về cái tay, chúng ta đang học về cái chân, chúng ta đang học về cái đầu, ví dụ thế. Thì tới cái bài số 5 là sẽ trở thành là ráp lại, trở thành hoàn chỉnh một con người, ta hình dung thế. Thì ở cái bài 1, bài 2, bài 3 các kiểu đồ là nó bổ trợ cho ở cái phần, ở cái bài cuối là cái phần khảo sát sự biến thiên hàm số. Tại sao chưa? Thì phần này chúng ta ghi phần này vô nè. Giả sử y bằng fx liên tục trên cổ này, ok, nhớ này. Khi đó là f phải x0 nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc trên cái khoảng là a tới 0 x0 và f phải x0 lớn hơn 0 đạt cực gì em? Đạt cực tiểu. Em hiểu không nào? Như vậy nó đạt cực tiểu khi nào này? Nếu cái thằng f phải x nhỏ hơn 0 nó nằm ở trong cái khoảng này và f phải x lớn hơn 0 nó nằm ở trong khoảng này. Và ngược lại, nếu f phải x lớn hơn 0 nằm trong khoảng này và f phải x nhỏ hơn 0 nằm khoảng này thì hàm số nó sẽ đạt cực đại. Thầy đề nghị chúng ta ghi lại phần này vô. Thì hình ảnh á, thì hình ảnh ví dụ như ở đây, ta nhìn này, cái thằng này là gọi là gì, cực gì đây? Cực tiểu này, đây là cực tiểu này. Còn cái thằng hình ảnh như này này, cái thằng này này, đó, cái hình ảnh em dễ hình dung á, thằng này chính là cực đại này. Các em hiểu không? Như vậy này, chúng ta nhìn này, tại sao thầy giải thích cái cực tiểu trước nha? Fx nhỏ hơn 0, nghĩa là từ đây xuống đây này, anh đi xuống là anh nghịch biến, là anh đang nghịch biến này, là anh nhỏ hơn 0 này. Đó, anh nhỏ hơn 0 này. Ok. Còn thằng này là gì? Là dương này. Thì thằng này anh đi lên lớn 0 này. Còn cái thằng này cực đại thì thằng này anh đi lên trước thì anh sẽ dương trước, nghĩa là anh lớn 0 trước này. Nghĩa là thằng này sẽ lớn 0 này, thằng này sẽ nhỏ hơn 0 này. Dễ hiểu không? Còn thằng này sẽ như nào? Lớn 0 trước. Còn thằng này cực anh đi dương này, anh đi lên là anh dương này, còn đây xuống là anh âm này, âm thì anh sẽ nhỏ hơn không. Đó, ta hình dung hai cái hình như vậy để chúng ta dễ hiểu, để chứ không học phần lý thuyết suông này hơi khó hiểu em, nó không hình dung được, mà phải có cái hình này đưa vô. Thì cực tiểu là chúng ta thấy là f phẩy này là gì, f phẩy x này, cái nhánh này là nhỏ hơn không trước ở trên cái khoảng này, từ khoảng này qua đây có đúng không? Còn anh đây là từ đèn đi lên đây là anh lớn không, nghĩa là từ cái từ khoảng gì, từ anh x0 này qua cái b này tới khoảng này, nghĩa là ở đây đã chính là a này, ở đây chính là b này, chỗ này đã chính là x0 này, ta hiểu không?
Còn cái chỗ này đó chính là x0 này. Cái chỗ này đó chính là gì em? Đây chính là A này, đây chính là B này. Đó. Hình dung như vậy là nó rất là dễ hiểu luôn. Và chúng ta học khi chúng ta có hình rồi chúng ta rất là dễ thuộc. Không cần phải học chay như này. Học chay này không thuộc nổi đâu mà phải vẽ cái hình này ra. Thì học rất là dễ thuộc. Được chưa? Ok. Ta sẽ đi sang phần ví dụ 6. Tìm điểm cực trị của hàm số. Rồi ok, tính đạo hàm. Cho đạo hàm này bằng 0. Tìm hàm nghiệm phân biệt. Đây, nhìn này. Đi lên này, đây là gì? Vuông này. Ở đây âm này. Thì thằng này chính là cực gì? Đây chính là cực gì? Cực đại này. Đúng không? Còn thằng này chính là âm này, dương này, thì thằng này chính là cực tiểu này. Nhưng như vậy điểm điểm cực đại đó chính là âm 1. Còn cái điểm cực tiểu đó chính là bằng 3. Còn giá trị cực đại đó chính là 16. Còn giá trị cực tiểu đó chính là gì? Âm 16. Chúng ta hiểu không? Đây. Vậy hàm số đạt cực đại tại ở đây là x bằng âm 1 này. Vẽ hình ra thấy à? Đây, vẽ hình này, này nhìn này. Đấy, nó có dạng ở đây này. Đó, thì anh này chỉ là cực đại này, ở trên cung này. Và anh này chính là gì? Cực tiểu này. Vậy lắm. À. Tìm em hiểu ở chỗ ví dụ 6 này chưa em? Người ta giải rồi nhưng mà thầy chỉ nhanh để em ta thấy. Tiếp ở chỗ ví dụ 7, nhớ cái ví dụ 7 này á thì chúng ta phải nhớ cái việc đi tính cái giới hạn. Giới hạn hàm số. Giới hạn hàm số nha. Cái phần này phải ôn lại giùm thầy, ôn lại cái cách công thức tính giới hạn lim x tiến tới âm vô cùng với lại là x tiến tới dương vô cùng nha. Ở đây ta tính đạo hàm ra. Ở đây có hai nghiệm x bằng -2 bằng 0. Ta sắp xếp. Ở đây cái điều kiện xác định ta là x bằng -1 thì chỗ này nó không xác định này. Ở đây y phẩy 0 0. Phải nè. Đấy. Ok chưa? Rồi, ở đây là y này. Y ở đây thì chúng ta sẽ thấy là gì nè? Bằng bao nhiêu? Ở đây là âm 3. Ở đây là mấy? Là 1. Ha. Tính giới hạn. Ta nhớ nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ ha. Cái sách này người ta lại đưa ra cái cuối cùng là cho. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm nên thầy ở cái phần luyện tập 5 nữa. Luyện tập 5 em. Rồi ok, ta đi sang phần luyện tập 5. Người ta yêu cầu các em là tìm điểm cực trị nếu có nhé. Chứ không phải cái hàm số này cũng có cực trị em nha. Của mỗi hàm số sau. Câu A đây là hàm bậc 4 không? Y ở đây sẽ bằng là x mũ 4 trừ 32x cộng 1. Được chưa? Như vậy thì ở đây đầu tiên cái hàm số chúng ta đã cho. Đây là hàm đa thức nên tập xác định của nó sẽ là D sẽ bằng R. Bây giờ chúng ta sẽ tính y phẩy. Y phẩy thì ở đây sẽ ra được là 4x mũ mấy? X mũ 3 trừ cho 32x. À 32 thầy nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta cho y phẩy bằng 0. Ta tương ứng là x mũ 3 trừ 32 sẽ bằng 0. Ở đây chia cho mấy? Ở đây chia cho 4 thì ra được x mũ 3 trừ đây cho 8 bằng 0. Thì đây chính là hàm đẳng thức. Còn đúng không? Đây chính là hàm đẳng thức số mấy? Hả em? Có dạng là a mũ 3 trừ b mũ 3. Chúng ta có thể khai triển ra cùng 0 ở đây á. Là chúng ta thấy là x mũ 3 bằng 8 thì chắc chắn là x này sẽ bằng mấy? X này bằng 2. X này bằng 2. Khi đó chúng ta sẽ vẽ bảng biến thiên ra. Bây giờ x bằng 2 này chúng ta sẽ thế vào để chúng ta đi tìm mà y đã. Y của 2 bằng bao nhiêu để chúng ta đi tìm cái giá trị của nó trước. Ở đây chúng ta thế ra bằng 2 mũ 4 này. Trừ 32 nhân 2 cộng 1. Ta có thể tính nhẩm cũng được. Còn không là dùng máy tính ta bấm cho nó nhanh. 2 mũ 4 trừ ở đây 32 nhân 2 cộng 1 bằng âm 47 này. Để bằng âm 47 này. Được không nào? Như vậy chúng ta sẽ kỹ cái bảng biến thiên ra. Thấy em, ở đây là x, ở đây là y phẩy, ở đây là y, ở đây là âm vô cùng, ở đây là 2, ở đây là dương vô cùng. Được không nào? Khi x ở đây là bằng 2 nghĩa là y phẩy này bằng mấy? Bằng 0. Có đúng không nào? Thì y phẩy bằng 0 ta xét dấu thằng y phẩy này trước. Ở đây là hệ số A chúng ta là dương. Hệ số A chúng ta đây là dương. Thì ngoài cùng trong trái. Đúng không? Ngoài cùng trong trái. Như vậy thì cái giá trị
y của 2 là bằng âm 47. Ở đây chúng ta thấy âm vô cùng ở đây thì thằng này sẽ là gì? Dương vô cùng. Ở đây là âm 47 và đây sẽ là dương vô cùng ở đây. Ở đây là âm thì nó sẽ nghịch biến đi xuống, đây nếu cộng là đồng biến nó sẽ đi lên. Thì thằng này đó chính là đạt gì? Cực tiểu này. Cực tiểu. Tài ở đây là x bằng mấy? X bằng 2. Còn giá trị cực tiểu đây là bằng âm 47 này. Được chưa? Đã hiểu không? Rồi câu A của ta này. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu B nha. Câu B. Ok, câu A xong rồi nha. Câu B thì đây chính là một hàm phân thức. Y ở đây sẽ bằng là 3x cộng 5 trên cho x trừ 1. Thằng này phải điều kiện xác định là gì? Điều kiện xác định của chúng ta, điều kiện xác định là D sẽ bằng R, nhưng mà trừ đi cho mấy? Trừ đi cho 1 đúng không? Tại vì đây nghĩa là x trừ 1 này khác 0 này, nên là x này sẽ khác mấy? X này khác 1 này. Cái này người ta làm rồi nhé. Nha. Bây giờ người ta đi tính y phẩy. Ta đi tính y phẩy thì đây nó có dạng U nhân V này. Tại đây là U chia V. Sao mà cứ bị nhầm. U chia V rõ ràng mà. Thì nó ra được là U phẩy. U phẩy đây là bằng 3 nhân với V là x trừ 1 trừ ở đây cho thằng này phẩy thì nó bằng 1, thì nghĩa là trừ ở đây cho 3x cộng 5 trên đây cho x trừ 1 tất cả bình phương, phải không? Như vậy y phẩy chúng ta đây sẽ bằng là 3x trừ 1 trừ đây cho 3x trừ 5 đây cho x trừ 1 bình phương, nhưng mà kết quả đây bằng âm 6 trên cho x trừ 1 tất cả bình phương này. Chứ nữa thì thằng này là gì? Thằng này âm. Âm 6 này âm, mà thằng này là dương. Âm chia dương thì nó sẽ là ra âm. Có đúng không? Như vậy thì y phẩy này sẽ nhỏ hơn 0 với mọi x. Nó khác mấy? X khác 1. Có đúng không? Bây giờ mình đi tìm cái giới hạn lim. Cái này mình tìm vào nháp đi nha. Bây giờ lim của x tiến tới âm hoặc là dương vô cùng của y, nghĩa là lim, cái này chúng ta làm vào nháp nha, x tiến tới cộng trừ dương vô cùng của cái hàm số đây là 3x cộng 5. Cái này chúng ta đã làm ở chương trình toán lớp 11 rất là nhiều lần rồi. Ở đây dạng phân thức có dạng là gì? A x cộng B trên cho CX cộng như gì? Cộng D. Thì chúng ta sẽ lấy cái hệ số này. Chúng ta lấy 3, ở đây là 1 này. Chúng ta sẽ lấy đây là 3 chia 1 là bằng mấy? Bằng 3 này. Cái này chúng ta làm nhanh như vậy. Còn không chúng ta cứ rút chung, đặt cái ba chung rồi các kiểu ra thì chúng ta thế cho thôi, rất là dễ. Như vậy thì cái giới hạn của hàm số này ở dương hoặc là âm vô cùng thì nó bằng 3 này. Nó bằng 3 em nha. Nó bằng 3. Nhưng mà khi đó chúng ta lập bảng biến thiên ra. Ở đây là x, ở đây là y phẩy, đây là y. Em hiểu không? Như vậy đây là âm vô cùng này. Ở đây là dương vô cùng. Ở đây x khác 1 chúng ta cho số 1 đây và cái thằng này là sẽ không xác định này. Có đúng không? Và ở đây chúng ta thấy ở đây y phẩy chúng ta là âm thì chắc chắn ở đây là toàn bộ là nó là nghịch biến hết. Hiểu chưa? Mà nó nghịch biến nghĩa là cái giá trị của x tiến tới âm vô cùng thì ở đây là nó là 3. Có đúng không? X tiến tới dương vô cùng thì thằng này sẽ là 3. Như vậy từ 3 này nó sẽ xuống ở đây nó sẽ là âm vô cùng. Và từ đây là dương vô cùng nó sẽ xuống ở đây là 3. Nhưng mà cái hàm số này là nó không có cực trị. Không có cực trị. Được chưa? Cái hàm phân thức này nó không có cực trị các em nha. Được rồi.
Nên là đừng có hỏi số 3 này loại đâu ra nha. Số 3 này chúng ta đi tính giới hạn này. Nên là bạn nào mà chưa rành cái chỗ giới hạn đấy thì vào trong chương trình lớp 11 phải xem lại giùm thầy nha. Ok. Cái này là cái cơ sở để mà mai mốt chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị của nó ấy. Cái đồ thị cái bảng biến thiên là cực kỳ quan trọng nha các em nha. Tại vì cái đó cũng chính là cái hình ảnh của đồ thị khi chúng ta vẽ. Và trong cái chương trình mà thi tốt nghiệp phổ thông hay là chương trình đại học thì chắc chắn 100% là có khảo sát hàm số trong đó. Đặc biệt bữa nay các em là cái khóa đầu tiên để mà áp dụng cái chương trình mới. Nó không phải là 100% trắc nghiệm nữa nghe. Nó không còn là 100% trắc nghiệm tất cả câu đều chọn theo phương án án ABCD, mà nó chỉ có 50% là chọn theo phương án ABCD thôi. Còn lại là nó gì, phần trả lời đúng sai, rồi cái phần điền khuyết, gọi là câu trả lời ngắn á, nên bắt buộc chúng ta phải học tự luận. Nếu em không giải được tự luận, ta đâu có điền được câu trả lời ngắn em, đúng không? Hay là chúng ta chọn đúng sai được, hiểu chưa? Nên là gần như nó, mà thầy nghĩ á, nếu mà môn toán thầy á nha, mà nếu mà lên được bộ trưởng á nha, thầy cho làm tự luận à, thầy cho tự luận là chắc chắn 100% sẽ kiếm, sẽ biết được cái học sinh đó là học giỏi hay dở nha. Chứ còn trắc nghiệm thì nhiều lúc á, chưa đánh giá được hết khả năng của một cái bạn học sinh đó thực sự là có giỏi toán hay không. Tại vì nhiều lúc khoanh lùi em, hoặc là nó dùng cái máy tính Casio này, nó sẽ thế ngược 4 cái đáp án vào để kiểm tra. Ví dụ sử dụng cái phím CALC kiểm tra chẳng hạn, hay là sử dụng các cái mẹo của máy tính để kiểm tra. Có những bài tự luận giải không ra, nhưng cũng những cái bài đó tự luận giải không ra, nhưng mà trắc nghiệm sử dụng máy tính bỏ túi này là giải ra hết. Em có tin không? Hiểu chưa? Đó, nó rất là nhiệt em. Nên là bộ dục bữa nay đang hướng tới là thầy nghĩ chuyển sang phần tự luận là có vị hay. Được nè. Ok. Như vậy ở đây chúng ta có là phần nhận xét. Để tìm điểm cực trị của hàm số Fx, ta có thể thực hiện các bước sau. Ở đây bước 1, ở đây tìm tập xác định D bằng R, D trừ thằng nào gì đó. Giống như đây, nhớ tất cả các hàm mà đa thức thì D đều bằng R. Còn nếu mà cái hàm ở dưới dạng là phân thức thì chúng ta phải trừ cho cái anh này ra. Nghĩa là x trừ 1 này khác 0, thì x khác 1 này trừ đi cái phân tử 1 này ra. Tính đạo hàm f phải x, tìm các điểm x đó, nghĩa là tìm cái nghiệm của nó. Từ đó hàm số đạo hàm bằng 0 hay không tồn tại. Ví dụ như chỗ này là không tồn tại này. Được không? Còn hai chỗ này là đạo hàm của nó bằng 0 này. Đây bằng 0 này, bằng 0 này. Các em thấy đạo hàm nó bằng 0 này. Hiểu không? Còn chỗ này là không tồn tại này. Học toán là gì cho mấy cái mà chúng ta phải nắm giùm thầy cái nha. Nếu mà không nắm được là nghiêng mỏi đó. Bước 3 này, sắp xếp điểm theo thứ tự, nhớ là phải tăng dần này và lập bảng biến thiên này. Căn cứ bảng thiên miêu kết luận và điểm cực trị. Rồi, chúng ta ghi thầy phần này vô. Ok. Ở trong này thì người ta có giải thêm cho chúng ta, làm thêm cho chúng ta ở phần ví dụ 8 ha. Ví dụ 8 ở đây. Trong đây thì người ta đã lập được cái phương trình ở đây. Đây. Thấy không? Khi đó chúng ta đi tính F phẩy. Đây, F phẩy này. F phẩy này, ta cho F phẩy bằng 0. Chúng ta tìm được x bằng 20. Đó, x bằng 20. Khi đó chúng ta lập bảng biến thiên. Lập bảng biến thiên thì ở đây chúng ta thấy này, A đây là bao nhiêu? Hệ số A chúng ta đây bằng -4, mà -4 nhỏ hơn 0 thì ngoài cùng. Đây, ngoài cùng này. Ngoài cùng hệ số A chúng ta âm này, ngoài cùng trong trái này. Khi đó chúng ta sẽ cái 800 này đâu? 800 này đó chính là khi đó cái x này bằng 20, chúng ta thế vào chỗ S của ở đây 20. S chỗ 20 chúng ta thế chỗ đây này. Thử nha, bằng -2 nhân ở đây cho 20 bình phương, cộng ở đây là 80 nhân ở đây cho 20 này, kết quả ở đây sẽ bằng là 800 này. Nên chúng ta điền vào chỗ đây. Và khi người ta vẽ như này, ở phía bên đây là đồng biến, nghĩa là đây là vuông, nghĩa là đây lớn hơn 0, đây là âm nhỏ hơn 0, thì thằng này chính là cực gì? Đây chính là cực đại này. Cực đại. Vuông trước thì nó sẽ là cực đại, mà âm trước thì nó sẽ là cực tiểu. Âm trước thì chắc chắn nó sẽ có hình như này, là âm trước và đây vuông này. Còn nếu nó có hình như này là vuông trước mà âm sau thì nó sẽ đây là cực đại này, còn đây chính là cực tiểu này. Cái hình nó vẽ dễ hiểu lắm nghe. Hiểu chưa? Đó. Rồi. Về cái phần bài tập. Về phần bài tập thì chúng ta nên làm nhìn thầy trước nha, làm trước. Ở trong đây hình như ta cho các em 7 bài. Thầy sẽ giải cho các em trong clip sau.
Chúc em học tốt. Bye bye em nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.